Tiếp theo đây thì thay mặt trung tâm điện thoại di động, tôi xin được gửi tới quý vị những cái chương trình mà chính chúng tôi chuẩn bị để tri ân khách hàng nhân dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tôi xin lưu ý đây là những chương trình mới nhất của chúng tôi chuẩn bị. Song song với những chương trình này thì chúng tôi cũng có rất nhiều những chương trình khác cũng chạy song song, nhưng đây là những chương trình mới nhất và chúng tôi muốn nhân dịp này được gặp quý vị ở đây để trình bày tới quý vị. Chương trình của chúng tôi chuẩn bị đợt này gồm có 3 chương trình chính. Chương trình thứ nhất có tên rất ấn tượng, đó là chương trình Bật Máy Có Quà. Chương trình thứ hai mang tên Số Đẹp 9 giờ. Và chương trình thứ ba là chương trình SIM 10 số 09X1 chỉ với 50.000 đồng. Về chương trình đầu tiên, chương trình Bật Máy Có Quà, thì chắc quý vị sử dụng điện thoại di động thì quý vị cũng đều thấy là hiện nay tất cả các mạng di động, rất nhiều mạng di động ở Việt Nam đều có tri ân khách hàng. Và tri ân thì có thể là hôm nay khách hàng nhắn một cái tin, hôm nay khách hàng gọi một cuộc điện thoại, hay là hôm nay khách hàng bấm một cái shortcode, một cái số ngắn thì khách hàng được cộng một số tiền nào đó vào tài khoản. Nhưng với Viettel của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi muốn khách hàng thật là cảm thấy tiện dụng, khách hàng không phải làm gì cả, khách hàng chỉ cần bật máy thôi, và khách hàng có một chút may mắn thì khách hàng sẽ được gửi chúng tôi gửi tặng mỗi khách hàng là 10.000 đồng vào tài khoản. Và chương trình này chúng tôi bắt đầu cộng từ ngày mai liên tục trong 7 ngày trong tuần tới. Số tiền 10.000 đồng này thì quý khách và khách hàng sẽ được sử dụng tới ngày 30 tháng 4. Và nhân dịp là 30 tháng 4 thì chúng tôi chọn 304.000 khách hàng để được nhận phần quà tri ân này của chúng tôi. Và tôi xin lưu ý lại là khách hàng không phải làm gì cả, chỉ cần bật máy liên tục cùng với Viettel và có một chút may mắn thì khách hàng sẽ được nhận quà từ chúng tôi. Đấy là đối với một nhóm khách hàng may mắn. Ngoài ra cũng nhân dịp này thì chúng tôi dành tặng tất cả khách hàng của Viettel, chỉ cần khách hàng bật máy thôi thì khách hàng sẽ được sử dụng và trải nghiệm miễn phí dịch vụ Mocha. Dịch vụ Mocha là một dịch vụ OTT được sản xuất bởi Viettel, made in Viettel. Và chắc là dịch hiện nay ở thị trường Việt Nam thì có rất nhiều dịch vụ OTT khách hàng cũng sử dụng và khách hàng cũng đã rất quen với dịch vụ OTT rồi. Thế nhưng mà dịch vụ OTT của Viettel mà chúng tôi chuẩn bị cung cấp cho khách hàng thì có rất nhiều tính năng ưu việt hơn rất nhiều. Và lát nữa thôi thì đồng nghiệp của tôi sẽ xin chia sẻ với quý vị những sự ưu việt nhất của dịch vụ này so với các dịch vụ OTT khác trên thị trường. Và trong 2 tháng tới thì chúng tôi sẽ miễn phí hoàn toàn được sử dụng OTT, dịch vụ MotorChat của khách hàng. Và sau cái thời gian đấy, nếu mà khách hàng cảm thấy yêu mến, gắn bó và hứng thú với dịch vụ OTT của chúng tôi thì khách hàng cứ việc tiếp tục sử dụng, chúng tôi chỉ tính tiền dịch vụ data. Còn ngoài ra nếu mà khách hàng không hứng thú cái dịch vụ này nữa thì chỉ đơn giản là khách hàng không sử dụng và chúng tôi cũng không tự động kích hoạt hay là tự động đăng ký hay là cũng không trừ tiền ngày hay là không tự động trừ tiền tháng, không trừ một cái tiền gì cả. Tóm lại là khách hàng hoàn toàn cảm thấy tiện dụng và thoải mái khi sử dụng dịch vụ này của chúng tôi. Thì chút xíu nữa thôi thì tôi sẽ xin trình bày chi tiết ưu việt của dịch vụ này. Chương trình thứ hai có một cái tên rất là ấn tượng, đó là chương trình Số Đẹp 9 giờ. Một tuần liên tục kể từ ngày 30 tháng 4 thì Viettel của chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm số đẹp tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Chắc là quý vị cũng biết là hiện nay Viettel của chúng tôi thì có hệ thống cửa hàng trực tiếp là lớn nhất tại Việt Nam. Khách hàng có thể hoàn toàn dễ dàng đến một trong gần 1.000 điểm, 1.000 cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Và cứ 9 giờ hàng ngày từ ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm số đẹp. Tất cả các khách hàng có mặt tại cửa hàng vào cái thời điểm 9 giờ, không cần khách hàng mua gì cả, chỉ cần khách hàng đến thăm chúng tôi thôi và khách hàng sẽ được bốc thăm và nhận được một số đẹp. Còn nếu may mắn thì khách hàng sẽ được nhận một số đẹp miễn phí. Và chúng tôi sẽ làm liên tục cái việc này trong 7 ngày liên tiếp từ ngày 30 tháng 4. Thì vì vậy là quý vị trong cái dịp đó mà quý vị đi chơi, ví dụ như quý vị không ở Hà Nội, quý vị đi đến tỉnh hay thành phố nào thì quý vị bớt chút thời gian buổi sáng sau khi ăn sáng xong thì đến một cửa hàng của Viettel để bốc thăm, biết đâu lại trúng một số đẹp ạ. Tại vì cửa hàng của Viettel thì có mặt ở trên khắp toàn quốc.
Như vậy là với gần 1.000 cửa hàng và chúng tôi làm liên tục trong 7 ngày thì chúng tôi dự định là sẽ dành gần 7.000 số đẹp ạ, gần 7.000 số đẹp để gửi tới quý khách hàng của chúng tôi trong cái một tuần nghỉ lễ sắp tới. Thì đến với chúng tôi trong cái tuần nghỉ lễ sắp tới này thì, và cũng là trong thời gian này nữa, thì ngoài cái việc mà có cơ hội trúng số đẹp, có cơ hội, không phải là có cơ hội mà cứ đến với chúng tôi là quý vị sẽ được trải nghiệm sử dụng rất nhiều dịch vụ tại cửa hàng của Viettel. Có rất nhiều cửa hàng ạ, dịch vụ của cửa hàng Viettel có rất nhiều cửa dịch vụ. Và quý vị đến trải nghiệm, thử mua dịch vụ, thử dùng dịch vụ, được bốc thăm trúng số. Ngoài ra thì là trong thời gian này thì khách hàng còn được thỏa sức chọn lựa rất nhiều số trong kho số mới của chúng tôi. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe là chúng tôi mới được cấp 3 triệu số, 10 số mới, hoàn toàn mới. Và chúng tôi mở kho số đó tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Thì khách hàng đến và khách hàng có thể thỏa sức chọn số và mua số, mua hoàn mạng trả trước, hoàn mạng trả sau với những cái SIM 10 số mới của chúng tôi hoàn toàn chưa qua ai sử dụng ạ. Và chỉ với giá là 50.000 đồng thôi. Ở Viettel thì các quý khách đến cửa hàng của Viettel thì chỉ cần bỏ ra 50.000 thôi là đã được thỏa sức chọn số trả trước hoặc trả sau của Viettel rồi. Với cái dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và giỗ tổ sắp tới thì Viettel chúng tôi chuẩn bị những cái chương trình ngắn gọn như vậy để trân trọng gửi tới khách hàng. Và như tôi vừa trình bày tới quý vị thì có 3 chương trình chính là chương trình bật máy có quà, chương trình số đẹp 9 giờ và chương trình SIM 10 số 09X1 chỉ với 50.000 đồng. Thì sau đây thì chúng tôi rất là mong muốn tất cả các quý vị hãy cùng chúng tôi, hãy giúp chúng tôi truyền tải tất cả những thông điệp của những chương trình này tới tất cả các khách hàng của Viettel, tới gia đình, bạn bè, anh em của quý vị. Ước mong sao là ngày càng có nhiều khách hàng thêm yêu mến, gắn bó với Viettel và tất cả chúng ta cũng sẽ ngày càng gắn bó với nhau hơn. Xin cảm ơn ạ.